Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình nghe ông anh của mình có post một cái link về trailer mới của Devil May Cry phần 5 về gameplay. Mình đã cố nhịn từ hồi tối rồi, nên là bây giờ sáng nay ngủ dậy đi tập về coi luôn. I can't wait. Sự kiện này là ở Cap, ở Gamescom. The date is right. And the date is wrong. That's one there for the date. That's awesome. That's right. RT 29. Đi rồi. What is this? Cool thing, go ahead. I thought you also was the Jones. Try not to get us killed on the way there. Cái mặt vẫn y như Trang hồi xưa, không hết gì. À, cầu bộ 2. Yeah. Ê, cái con cá kéo này đâu ra hết ta? Wow. Hey, cái tay vẫn còn có cái vụ đấm giống như cái bạn 4 này. Oh, mấy cái game nó đẹp, dễ mang luôn. À, mấy con trong vòng 3 này. Slow-mo. Ôm bằng hai tay. Đập bằng hai tay chứ không phải là một tay nữa. Wow. Oh. Trời, nó đẻ. Yeah, sợ luôn. Perfect timing. Perfect timing. Yeah. Yeah. Đơn tay của chúng ta. Ô, nó chỉ đồ cái xe ra, nó làm cái cưa luôn. Vãi. Wow. Nãy tiên đã về hơn rồi đó các bạn. Phong trần luôn. Oh shit. Trời ơi, đẻ quá hả? Ah, it's cool. Thực sự là rất là tuyệt vời luôn. Không thể nào mà chờ đợi được. Game này là reorder ngay, mua ngay. Tháng lương về là mua liền. Thế là sau 10 năm chờ đợi. Xúc động quá. Devil May Cry 5. Và năm, mình nghĩ năm sau mình sẽ có một cái Tết cực kỳ tuyệt vời. Yeah. Yeah. Ok. Đó là tất cả những gì mình ví mắt của mình khi coi Devil May Cry 5 gameplay trailer. Bye bye.